Trực xin chào tất cả các quý anh chị đang theo dõi kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất Khánh Hòa. Thì ngày hôm nay em Trực sẽ review một lô đất tại là xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Thì trước khi mà em quay lô đất thì em xin giới thiệu về cái xã Bình Lộc này. Thì trước kia là xã Diên Lộc và xã Diên Bình, nay thì huyện Diên Khánh họ gộp lại hai xã thành một, gọi là xã là Bình Lộc của huyện Diên Khánh. Thì lô đất em có vị trí là tại là thôn Đánh Thạnh, xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh. Bây giờ em sẽ đi tới lô đất. Lô đất mình thì nằm trong khu đất nền để bán rất là lâu rồi. Đây chủ đầu tư họ sẽ bán lại lô đất có vị trí như em nói. Đây. Đây là lô đất. Đây là toàn bộ hình ảnh lô đất nha quý anh chị. Lô đất mình thì hiện trạng rất là bằng phẳng. Thì quý anh chị lên xem đất á, sẽ đối chiếu cái lô mà họ đã làm cái ranh giới bằng hàng đế tấp lô. Ví dụ bên này. Và đây là cái con đường đi. Thì bây giờ em sẽ bay một đoạn flycam từ trên xuống cho quý anh chị sẽ hình dung lô đất. Thì em có ghi chú rõ ràng ngay đoạn đầu video á, quý anh chị nhớ theo dõi. Dạ quý anh chị, đây là em đang ở cái độ cao là hơn 150m. Ở cái góc nhìn này thì quý anh chị sẽ thấy rõ cái lô đất của mình đối lương với cái lô để làm hàng đá tép lô, để làm ranh giới. Em sẽ bay xe lên một đoạn nữa. Hướng này thì mình sẽ đi ra được đường Hương Lộ 39. Bây giờ em sẽ phóng to cái hình ảnh của đường Hương Lộ 39 cho quý anh chị nhà mình dễ hình dung hơn. Thì đây là toàn bộ hình ảnh cái con đường Hương Lộ 39 về khu vực dân cư xung quanh. Đây. Bây giờ em sẽ quay về lại cái lô đất của mình. Hướng bên phía bên tay trái là mình đi về xã Bình Lộc, thôn Đánh Thạnh. Nhìn chung thì khu dân cư thì cũng để có rồi. Ở đây phía xa đây là con đường cao tốc Bắc Nam đang dần hoàn thiện. Hướng này thì mình đi về thôn Đánh Thạnh và đi ra cũng ra được Hương Lộ 39 tới trung tâm xã Bình Lộc. Và tổng diện tích lô đất của mình là 75,9m, ngang 5 và là thổ cư 100%. Ranh giới của nó đây quý anh chị là từ cái trụ bê tông này mình đi ngang qua bên này và tới này là 5,2m. Đây mình đối chiếu theo cái lô đối lưng đó, mình sẽ thấy rất là rõ, dài là 15m. Và cái con đường bê tông hiện trạng của nó là hiện trạng là rộng 4m nha quý anh chị, ô tô mình đi được. Lô đất mình thì cách Hương Lộ 39 là hơn 1 cây, về cách là trung tâm thôn Đánh Thạnh là 1,6 cây. Thì lô đất mình thì có một cái điểm trừ là hiện tại thì nơi đây thì chưa có dân cư. Đây, như quý anh chị thấy là dân cư thì nằm trong xe khúc kia. Về giá bán cho lô đất của mình thì là 600 triệu, khoảng 8 triệu tương đương với giá thị trường hiện nay. Giá này thì mình còn bất lọt phải bao sang tên. Từ thành phố mà Nha Trang đi lên tận đất luôn là 17 cây nha quý anh chị. Nếu quý anh chị mà đi từ ngã tư Hương Lộ 39 và quốc lộ 7C đi về tới đó là hơn 3 cây. Quý anh chị đi theo Google Map á thì nó hơi bất tiện một xíu, là cái con đường thì nó hơi vòng quèo nếu anh chị chưa đi lần nào. Lô đất mình thì mình mua mình để dành thì em nghĩ là hợp lý hơn, tại vì nơi đây thì chưa có gọi là ai ở, chỉ có một số xung quanh xe đây thôi, lại có mấy hộ dân ở đây. Lô đất mình thì có sổ đỏ đầy đủ nha quý anh chị.
em sẽ up hình cái sổ đã lên để cho quý anh chị nhà mình tham khảo và dễ hình dung hơn. Video ở đây thì em xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của em. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để theo dõi kênh của em để kênh em được phát triển tốt hơn. Em được xin chân thành cảm ơn.